Ngân mến chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 17 giờ trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2017 có những nội dung chính như sau. Kiểm tra xe rác, phát hiện thi thể thai nhi. Nam thanh niên bị đâm chết trong tiệm game bắn cá, mới ra tù đã đến công an quận trộm điện thoại. Cảnh sát nổ súng, ngăn chặn cuộc truy sát ở bệnh viện, dùng xe lê sớt, vận chuyển hổ đi tiêu thụ. Cháy nhà lúc rạng sáng, ba bố con tử vong, FBI khám xét công ty mua bán xác người ở Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 11, một lãnh đạo công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, địa bàn vừa xảy ra một vụ thai nhi bị vứt trong thùng rác. Theo đó, vào chiều ngày 7 tháng 11, người dân tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang thấy một chiếc xe rác có nhiều dấu hiệu bất thường. Tiến lại gần kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện một xác thai nhi bị vứt trong xe rác. Ngay sau đó, sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng. Vị lãnh đạo công an thành phố Bắc Giang cho hay, đơn vị nhận được thông tin của người dân lúc 14 giờ cùng ngày. Đơn vị nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khâm liệm, chôn cất thai nhi. Sự việc thu hút rất nhiều người hiếu kỳ, họ bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm bỏ thai nhi trong thùng rác. Ngày 8 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận 6 thành phố Hồ Chí Minh bàn giao Trần Triệu Minh, 34 tuổi, ngụ quận Bình Tân cho công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người. Minh là hung thủ đâm chết anh Hứa Quý Siêu, 26 tuổi, ngụ quận 11, tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn. Theo hồ sơ ban đầu, chiều ngày 3 tháng 11, Minh đến tiệm game bắn cá Tây Dương nằm trên đường Phan Anh, phường 14, quận 6, chơi thì gặp Siêu. Nhớ đến số tiền mà Siêu nợ mình nên Minh đòi. Tuy nhiên, nam thanh niên không chịu trả nên hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Trong quá trình xô xát, Minh bất ngờ chụp một cây kéo trong tiệm game bắn cá, đâm nhiều nhát vào người đối thủ. Mặc dù trọng thương, nhưng Siêu vẫn vùng bỏ chạy ra ngoài thì gục xuống. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng Minh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, công an quận 6 cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra truy xét vụ án. Minh sau đó được vận động ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sáng ngày 8 tháng 11, công an quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thiện, 47 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ sáng ngày 6 tháng 11, chị L. Herbert, 20 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận đến đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận Phú Nhuận để làm thẻ căn cước công dân. Trong thời gian chờ làm thủ tục, chị T. để một chiếc điện thoại di động trị giá hơn 2 triệu đồng trên ghế trong phòng tiếp dân của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận Phú Nhuận. Khoảng 5 phút sau, chị T. phát hiện điện thoại bị ai đó lấy mất nên trình báo công an. Công an đã nhanh chóng trích xuất camera an ninh và phát hiện Trần Văn Thiện có những biểu hiện nghi vấn nên mời Thiện về trụ sở công an phường làm việc. Tại công an phường, Thiện khai nhận đã trộm điện thoại của chị T, khai báo với công an. Thiện cho biết mình đến công an quận Phú Nhuận để làm giấy tờ. Trong lúc ngồi chờ thì thấy điện thoại của chị T để trên ghế nên nảy lòng tham ra tay trộm cắp. Công an phường lập hồ sơ chuyển giao Thiện cùng tang vật liên quan cho đội cảnh sát hình sự, công an quận Phú Nhuận tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Qua công tác điều tra, thu thập củng cố hồ sơ chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận đã ra quyết định bắt khẩn cấp Thiện về hành vi trộm cắp tài sản. Theo công an quận Phú Nhuận, Thiện có một tiền án trộm cắp tài sản và mới ra tù. Hai nhóm thanh niên ở đảo Ngọc Phú Quốc, Kiên Giang xảy ra mâu thuẫn đánh nhau tối ngày 7 tháng 11, khiến hai người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc. Lúc sau, có ít nhất 8 thanh niên xông vào phòng cấp cứu tìm hai người bị thương truy sát. Vụ việc khiến các nhân viên y tế và người bệnh bỏ chạy tán loạn. Đến khi có cảnh sát có mặt, nổ 3 phát súng chỉ thiên, nhóm người truy sát hai nạn nhân mới bỏ chạy. Công an Phú Quốc trích xuất camera tại bệnh viện để điều tra. Công an thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đang tạm giữ Lê Văn Trung, 36 tuổi, ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 11, trong khi tuần tra kiểm soát, cảnh sát phát hiện Trung điều khiển ô tô hiệu Lexus, biển số Hà Nội có dấu hiệu khả nghi.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe này đang vận chuyển một cá thể hổ còn sống, trọng lượng khoảng 300 kg, bị nhốt trong lồng. Bước đầu, nam tài xế khai vận chuyển cá thể hổ này từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ. Hiện công an thị xã Bỉm Sơn đã bàn giao cá thể hổ cho Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội chăm sóc và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay, 8 tháng 11. Theo ông Khánh, khoảng 4 giờ 30 phút, người dân tại thôn 3, xã Liên Rông phát hiện lửa bùng cháy tại ngôi nhà của ông Vương Văn Toàn, 36 tuổi, ngụ thôn 3, xã Liên Rông. Khi mọi người tiếp cận hiện trường thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, liền hô hoán chữa cháy và báo lực lượng chức năng nhưng không kịp. Được biết, chất liệu căn nhà cấp 4 được làm bằng gỗ nên bén lửa rất nhanh, lại nằm khá xa khu dân cư nên việc tiếp lửa chữa cháy hết sức khó khăn. Vụ hỏa hoạn đã làm ông Vương Văn Toàn cùng hai con gái là Vương Thị Hồng, 9 tuổi và Vương Thị Huệ, 10 tuổi tử vong tại chỗ. Ông Khánh cho biết thêm, gia cảnh nhà ông Toàn thuộc diện khó khăn của xã. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, vợ ông Toàn đi làm thêm ở Bình Dương để trang trải cuộc sống. Tin độc quyền từ Reuters, Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày 1 tháng 11 vừa qua đã khám xét trụ sở của công ty Mescue, một trong những công ty môi giới mua bán xác người lớn ở Mỹ. Tài liệu Reuters thu thập được cho thấy trong thời gian 2011 đến 2015, công ty này đã nhận hơn 11.000 xác được hiến và phân phối hơn 51.000 bộ phận thi thể của các khách hàng làm trong ngành y khắp nước. Trong một tờ rơi quảng cáo mới công bố, Medicare cho biết có khoảng 80.000 người đã hứa sẽ hiến xác cho công ty này khi họ chết. Medicare được thành lập năm 2005 ở thành phố Portland, bang Oregon và có văn phòng ở Nevada, Florida, Rhode Island, Missouri và cả Amsterdam, Hà Lan. Mescue là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Mô Mỹ. Người phát ngôn FBI Beth Anna Steele xác nhận cuộc khám xét kéo dài cả ngày tại trụ sở rộng khoảng 8.500m2 này, nhưng không cho biết thêm thông tin. Một nguồn tin liên quan cuộc khám xét cho biết các nhân viên FBI mang theo nhiều tài liệu hồ sơ nhưng không mang xác hay bộ phận thi thể theo. Cả FBI và công ty Mescue đều từ chối bình luận về tính chất cuộc điều tra của FBI. Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết, cuộc điều tra tập trung tìm hiểu cách thức Mescue phân phối với các bộ phận thi thể người hiến đến khách hàng. Cuộc khám xét này cho thấy cuộc điều tra của FBI với Mescue đã vào giai đoạn quan trọng. Để có được lệnh khám xét và thu giữ tài liệu, FBI phải cung cấp cơ quan tư pháp địa phương một bản khai chi tiết với các chứng cứ chứng minh Mescue có khả năng đã phạm tội. Mescue đang hợp tác toàn diện với FBI và sẵn sàng giải quyết các câu hỏi của chính phủ về hoạt động kinh doanh của mình. Vì tôn trọng tiến trình điều tra, chúng tôi không nghĩ rằng bình luận thêm gì đó lúc này là thích hợp. Luật sư Jeffrey Edison, đại diện Mescue cho biết, Reuters đã có một loạt bài điều tra về vấn đề này và chúng tôi sẽ sớm giới thiệu trong những bài sau. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.